Sau 4 ngày diễn ra, các đơn vị tham gia hội sách tổ chức tại Hà Nội nhân ngày sách Việt Nam đã bán được lượng sách có giá trị khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên con số này được cho là thấp hơn so với năm ngoái. Theo đó, do điều kiện thời tiết không được thuận lợi nên lượng độc giả đến với hội sách không đông như dự kiến, khiến tổng doanh thu cũng sụt giảm khoảng 2 tỷ so với năm trước. Hội sách năm nay có 110 gian hàng trưng bày trên 30.000 đầu sách. Những đơn vị bán được nhiều sách vẫn là những cái tên quen thuộc như nhà sách Nhã Nam, Alpha, Huy Hoàng, Đông Tây, Thái Hà hay Chí Việt. Các hoạt động tại hội sách đánh giá là sôi nổi, quy mô lớn. Tuy nhiên, ngoài việc thời gian kéo dài, nhiều hoạt động chưa có yếu tố cho thấy nét khác biệt so với hội sách khác. Hiện nay trung bình một người chỉ đọc 4 cuốn sách một năm, trong đó 2,8 cuốn là sách giáo khoa, 1 đến 2 cuốn là sách khác, ít hơn từ 4 đến 7 lần so với lượng sách mà người dân các nước như Singapore, Malaysia, Pháp, Nhật Bản thường đọc mỗi năm.